Chiều qua tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh quyết định khen thưởng số tiền 10,2 tỷ đồng cho các đơn vị địa phương tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng Công an thành phố, Sở Y tế thành phố mỗi đơn vị 1 tỷ đồng, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Bộ chỉ huy Quân sự thành phố mỗi đơn vị 500 triệu đồng, 7 quận huyện và thành đoàn mỗi đơn vị địa phương 200 triệu đồng và 56 phường xã mỗi đơn vị 100 triệu đồng. Lãnh đạo thành phố ghi nhận biểu dương các đơn vị địa phương, qua đó góp phần ngăn chặn kịp thời dịch bệnh lây lan và từng bước khống chế được tình hình.